Người đẹp Philippines, mọi người cho rằng tôi là bản sao của Hehenie, nhưng không thể bởi vì điều duy nhất này. Thưa quý vị và các bạn, trực tiếp đưa ra cảm nhận của mình khi bị cho là bản sao của Hehenie, người đẹp Philippines đã trả lời rất thông minh. Tin tức về người đẹp Philippines sở hữu thần thái và dáng vóc hao hao Hehenie tại một cuộc thi sắc đẹp ở Philippines có tên là Mutiati La Union thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp vừa qua. Cô gái được cho là bản sao của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hehenie, mới 24 tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ tư của ngành khoa học môi trường. Cô tham dự cuộc thi sắc đẹp với mong muốn được trao cơ hội chia sẻ hạnh phúc với nhiều người qua các hoạt động vì cộng đồng. Với độ sắc nét giống y hệt nhau từ màu da đến mái tóc và cả nụ cười, không chỉ fan Việt mà cả người dân Philippines cũng cho rằng hai người đẹp rất giống nhau. Người đẹp Philippines cho biết, tôi thật sự vừa thấy sốc nhưng cũng lấy làm hãnh diện, tôi hoàn toàn không trông đợi khán giả Việt sẽ chú ý đến tôi. Bởi vì tôi nghĩ cả hai chúng tôi chỉ giống nhau ở mái tóc đém, nhưng người dân ở tỉnh tôi cho rằng tôi và Hoa hậu Hehenie khá giống nhau. Và tôi cũng rất sợ công chúng tại Việt Nam sẽ nổi giận vì cho rằng tôi copy hình mẫu của Hehenie. Nhưng chắc chắn là không, vì chúng ta chỉ có duy nhất một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hehenie mà thôi, người mà tôi rất thần tượng. Người đẹp Philippines đã xuất sắc vượt qua 20 thí sinh và có mặt trong top 5. Có thể thấy Hehenie, người đã tiếp động lực cho Mazo Quilon rất nhiều trong hành trình tìm đến cuộc thi nhan sắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.